cưới của bọn mình nhá. Một trong những cái lý do mà mình quyết định về đây ở hẳn đó chính là nhà mình rất là gần cái dòng suối trong lành này. Hôm nay hai đứa em của mình từ Hà Nội lặn lội lên đây chơi, thế là mình dắt chúng nó đi ra bờ suối này để cắm trại. Dòng suối này thì bắt nguồn từ rừng già gọi là suối Kẹm ở Đại Từ Thái Nguyên. Dưới sự quản lý của các chú kiểm lâm ở rừng quốc gia Tam Đảo, thế nên ở đây suối khá là trong lành và sạch sẽ. Vì là dân bản địa nên là chúng mình biết chỗ nào vắng vẻ. Suối Kẹm thì chảy hiền hòa chứ không hùng vĩ như bên Cửa Tử. Không biết có ai giống mình không, mình thích đi chơi, đi du lịch, nhưng mà chỉ thích những cái nơi nào mà ít người thôi. Mấy đứa em lặn lội từ Hà Nội còn mang cà phê của cộng lên đây. 10 năm ở Hà Nội, hầu như tuần nào mình cũng đi cà phê ở cộng. Hồi còn làm ở văn phòng, mỗi khi stress thì mình sẽ lại đi uống cà phê để cho tỉnh táo hơn. Em mình bảo cà phê cộng bây giờ có cái kiểu phin giấy như thế này, kiểu này thì mang đi đâu cũng tiện, quá là thích hợp để mang đi du lịch, không cần phải lỉnh kỉnh mang phin nữa. Tháng 7 năm ngoái mình từ Hà Nội về, ban đầu chỉ nghĩ là một chuyến để về quê thăm bé Lạc Lạc và ông bà. Nhờ dịch bệnh mà mình đã ở đây hẳn một năm, thấy quen và quyết định về đây ở hẳn. Đôi khi mình cũng lao sao nhớ Hà Nội, nhớ cuộc sống phố thị lấp lánh với cả cuộc sống náo nhiệt tiện nghi. Thế nhưng ai hỏi mình có muốn về Hà Nội không thì câu trả lời của mình là không. Bởi vì mình thực sự là thích thiên nhiên và thích cuộc sống hòa mình vào thiên nhiên hơn. Đến giờ ăn trưa thì mình ghé vào một cái tiệm ăn ở trong rừng. Ở đây thì có đặc sản là cá tầm, mà chủ của tiệm ăn này lại là bác Phúc, bạn thân của bố mình nữa chứ. Mình ở đây nên mình biết mấy cái măng này là mọi người đi vào trong rừng lấy đấy. Đây là cách mà bọn mình ăn gỏi cá tầm. Không biết là cá tầm ở đây rất ngon hay là vì được ăn ở trong cái không khí như thế này mà mình thấy đồ ăn khá tuyệt vời. Có một bạn nhắn tin cho mình hỏi là lấy can đảm ở đâu mà mình bỏ phố về rừng. Thì thực ra mình thấy mọi thứ nó cứ diễn đến tự nhiên thôi. Mình vẫn khuyên em mình là em hãy làm nhiều công việc, hãy đi đến thật nhiều nơi và quen biết thật nhiều người. Chỉ khi đến như vậy thì em sẽ biết là em thích gì, em muốn gì và em làm được cái gì. Cuộc sống này thì đâu có dễ dàng gì đâu. Chỉ khi đủ thích và có đủ quyết tâm thì chúng ta sẽ thay đổi và điều chỉnh để đạt được những cái mong muốn của chúng ta thôi. Mình nghĩ rằng dù ở đâu, dù ở quê hay ở phố, thì thứ chúng ta cần vẫn là sự tự do mà thôi.